Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp các bài tập cho bài học là thao tác văn bản test trong After Effects. Ở bài tập này, các bạn biên tập tiêu đề, video edit theo như yêu cầu của đề bài đưa ra. Thì để làm bài tập này, tôi có một số yêu cầu như sau. Các bạn thao tác văn bản. Sau đó, các bạn dùng các thuộc tính Animated Test để mình diễn hoạt nội dung văn bản. Tiếp theo, các bạn điều khiển răng selector và cuối cùng là các bạn dùng hiệu ứng lens flare. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những phân tích yêu cầu như sau. Các bạn thao tác văn bản test. Sau đó các bạn dùng các thuộc tính animate test để mình diễn hoạt văn bản, ví dụ như là blur, position, vân vân. Đồng thời, các bạn dùng hiệu ứng đèn lens flare để mình tạo ánh sáng tràn ngang qua. Và cuối cùng là mình điều khiển range selector để mình tạo chuyển động cho văn bản này và mình review để mình xem kết quả. Thì các bạn có thể xem đoạn phim mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào đoạn phim này, các bạn thấy rằng mình diễn hoạt văn bản video effect từ lớn tới nhỏ và từ mờ dần cho tới rõ. Đồng thời các bạn có một hiệu ứng cái đèn lens flare chạy từ trái sang phải. Đó mà. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước hướng dẫn giải như sau. Trước tiên, các bạn tạo một biên tập hệ ban D1 DV và mình đặt tên là Video Edit. Sau đó, các bạn tạo một lớp nền solid với màu là 0A, 3A, 5A. Tiếp theo, các bạn tạo văn bản là Video Edit. Đồng thời, các bạn định các thông số More option như là Anchor Point, Grouping, Alignment. Tiếp theo, các bạn dùng thuộc tính Blur và mình điều khiển Selector để mình tạo chuyển động cho các cái giá trị của mình. Và các bạn dùng thuộc tính Scale để mình phóng lớn cái văn bản này ra. Đồng thời, các bạn hiệu chỉnh các thông số Advanced, ví dụ như là Shape, mình chỉnh là RAM Down, vân vân. Tiếp theo, các bạn tạo một lớp solid và mình áp hiệu ứng lens flare và mình diễn hoạt cái thuộc tính là flare center để cho cái đèn của mình nó chạy từ bên trái sang bên phải. Và cuối cùng là mình review và mình render kết quả để mình xem. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái thao tác như sau. Trước tiên, các bạn nhập cái tập tin kết quả vào để mình xem. Thì tôi có một cái đoạn phim như vậy. Đó mà. Chữ video edit từ lớn tới nhỏ và từ mờ dần, từ blur cho tới rõ dần. Đó mà. Chạy từ bên phải sang bên trái. Đó mà. Lớn từ bên phải sang bên trái. Trước tiên, tôi tạo một cái composition. Tôi nói là D1 DV. Vì tôi nói là video edit. Ok. Sau đó, tôi new một cái lớp solid. À, tôi chọn thông số màu là 0A, 3A, 5A. Ok. Mark size, ok. Sau đó, tôi tạo một lớp test. Và tôi đặt tên là video FFX. Đồng thời, tôi cho chữ này là màu trắng. Ok, mình có thể xem đọc phim mẫu của mình ở đây. Tôi cho là màu trắng. Đồng thời, tôi cho lớn lên một xíu như vậy. Ban đầu cái tiêu đề của mình như vậy. Sau đó, tôi hiệu chỉnh một số những cái thông số. Ví dụ, trong cái nhóm test này, màu option, tôi nói là like và tôi đưa cái tâm. Ok. Sau đó tôi áp một số những cái diễn hoạt, ví dụ như là scale và tôi tăng lớn lên khoảng là 300%. Đồng thời trong này tôi chỉnh một xíu tâm của mình, đúng không ạ? Giả sử là chỗ này, ok.
Thật sự là vậy. Thì các bạn có thể mình mở cái rank select letter này lên. Đó mà, để mình kéo lên mình coi. Ok, thật sự là như vậy. Đó mà, từ 100%. Đó mà, đi về về đây. Ok. Đồng thời, tôi áp một cái hiệu ứng blur. Đó mà, tôi áp một cái thuộc tính blur. Trong chỗ này, tôi add thêm blur. Và tôi cho là nhẹ đi. Tôi cho nhẹ khoảng là 100%. Ok, thì mình đã như vậy. Đó mà. Thì bây giờ, mình có thể dùng cái giá trị là star, end hay là offset để mình diễn hoạt từ cái trạng thái mình đang hiệu chỉnh này trở về cái trạng thái ban đầu. Ví dụ trạng thái ban đầu của mình là 100%, đó mà ban đầu là 100% và không scale, đó mà ban đầu mình như vậy. Sau khi tôi hiệu chỉnh scale lên 300%, tôi cho blur là 100%. Thì mình dùng cái giá các giá trị này để mình đưa về thì ban đầu. Cho nên tôi dùng cái offset này. Đó mà, offset này. Ví dụ từ 100% như vậy và tôi đưa về về tới trừ 100%. Tôi sẽ là vậy. Ví dụ như là tại key frame đầu tiên tôi cho là 100. Sau đó tới 4 giây này tôi cho là trừ 100. Thì mình có một cái chuyển động. Đó mà, là như vậy. Ok. Bây giờ để theo như yêu cầu của đề bài, ở đây các bạn thấy rằng là mình đi từ bên trái và đi về bên phải như vậy. Cho nên tôi mở cái giá trị SV này ra. Tôi chỉnh cái shape một chút xíu, tôi cho shape này là ram down. Đó mà. Thì các bạn thấy rằng mình có là từ phải. Đó mà và đi về như vậy. Đó mà. Từ phải đi về như vậy. Ok. Còn nếu mình chỉnh là ram up thì sẽ đi ngược lại. Đó mà, đi ngược lại đi ra như vậy. Đó mà, đi ra. Còn mình muốn đi về, mình chỉnh là ram down. Ok, thì tôi có thể render cái đoạn phim này để mình xem. Ok. Thì bây giờ các bạn có thể mình chỉnh cái scale này lớn lên một chút xíu. Đó mà. Tôi cho cái scale này lớn lên một xíu là khoảng là 400. Ok. Blur của mình tôi cho là 150. Giả sử là vậy. Nếu mình muốn cho chuyển động nhanh hơn một xíu, các bạn đưa cái keyframe này về đây. Đồng thời tôi cho cái biên tập này là khoảng là 5 giây thôi. Ok. Thì mình sẽ được như vậy. Sau đó tôi new một lớp test để tôi tạo hiệu ứng đèn blur đúng không ạ? Tôi cũng có đèn blend lens blend như vậy. Tôi new một lớp lớp solid. Tôi new một lớp solid. Ok. Sau đó trong cái nhóm là generate này tôi đưa hiệu ứng là lens blend này vào. Lens blend. Ok. Tôi định cái tâm ở đây như vậy. Đúng mà, thì như vậy là mình định cái tâm mà mình cho chạy qua như vậy đúng không ạ? Thì ở đây tôi cho là 35 ly hay là 105 ly. Ok, thì mình được như vậy đúng không ạ? Thì như vậy đầu tiên cái tâm của mình bên này. Tôi đi vào đây. Tôi tạo keyframe đúng mà, flare center. Sau đó tại 3 giây này tôi cho chạy vào bên này. Để cho cái chuyển động nó thẳng thì các bạn giữ shift để mình cho chạy thẳng qua ngang bên đây. Đúng mà, ok. Đồng thời tôi render. Hiện tại bây giờ các bạn chỉ thấy cái nhóm cái lớp solid này thôi, cái lớp solid này để mình thấy mà cái lớp nằm dưới này luôn. Tôi bấm cái nút switch này. Tôi chọn cái mode này tôi cho là add. Đó mà, một add. Ok thì mình thấy như vậy. Đó mà, tôi cho là add. Đồng thời cái nhóm này tôi cho là add luôn. Để hai cái lớp này hòa trộn lại với nhau. Tôi để như vậy. Đó mà. Nếu mà để mà chỉnh màu cho cái đèn lens flare này, các bạn có thể dùng hiệu ứng là Hue Saturation trong cái nhóm là Color Selection. Tôi chọn ở lớp này. Tôi áp hiệu ứng này. Và các bạn click vào Color Right và mình chỉnh đó mà. Tôi có thể chỉnh thông số màu của đèn lens flare này.
sao như là mình yêu cầu của mình, đúng không ạ? Ok, thì tôi được như vậy. Đó mà, thì tôi thấy render để mình xem. Ok. Sau khi mà làm xong rồi, các bạn dùng cơ số render query này để mình xuất ra phim để mình coi. Đó mà, để mình kiểm tra kết quả, tôi đặt vào đây. Tôi chọn là QuickTime sẽ là vậy. Và tôi render, đó mà. Ok. Thì đối với bài tập này, các bạn sử dụng một số những cái thuộc tính của lớp test. Đó mà, của lớp test. Ví dụ ở đây, tôi dùng hai thuộc tính là Scale và Blur. Cộng với tôi điều khiển cái răng selector này để tôi diễn hóa cái văn bản của mình. Đồng thời, tôi dùng hiệu ứng lens flare để tôi tạo một hiệu ứng ánh sáng để tạo thêm cái phần phong phú cho cái bài tập của mình. Thì đó là cái yêu cầu của bài tập này.